What's up anh em? Ok, what's up trở lại anh em rồi. Hôm nay vẫn cứ như tôi đề nha, tiếp tục lên kèo cho anh em World. Và cầm bóng hôm nay sẽ có kèo vòng 8 gì đó gọi là cho anh em coi nha. Mình hy vọng gì đó xiền lên. Ok, trước khi vào đây anh em có nhu cầu gì thông tin thì vẫn cứ như thế nha anh em. Game trên hình dưới phần comment hoặc trong phần mô tả. Ok, và anh em hãy cố gắng lên gọi là nhắn tin qua thông tin liên hệ đó nha anh em. Đừng có nhắn tin qua fake nha. Anh em nhắn tin qua fake rất là dễ bị lừa nha anh em, rất là dễ bị scam nếu điều đó xảy ra khá đáng tiếc. Ok, điều đó mình cũng đã nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần rồi nha. Ok, và trước khi vào kèo đó thì chúng ta mở cái này nha anh em. Ok, đã cài xong 260 điểm nha anh em. Mở cái này đủ 260 điểm của cái lắc rồi đây mình. Ok, trả lại nha anh em. Chưa giấu game lắc luôn anh em, đứng hình luôn nha anh em. Mình mới ao giao vào loại nha. Ok, làm nhận con này hay dòng gen sẽ ra gulit lần 2 nha anh em. Chuyển thôi, mở cái này demo trước tiên. Ok, không lỗi chắc chắn 215 nha anh em. Ok, gỗ chính của chúng ta lại có 260 đấy. Bỏ lửa nha, còn chấp si anh em à. Tiếng Anh nữa, ST tiếng Anh nè, 110 anh em, 116 tụi này quá quen thuộc luôn. Ok, gói chính của anh này anh em ơi, chúng ta sở hữu được 3 gói anh em, 2 gói 115 và 1 gói 118 đến 130. Để ra mắt R anh em sướng, nhưng mà khó nha, chiến thế nào. Một nhiệm nha anh em. Gói này theo nói chung free nhưng mà theo mình nghĩ có không? Nếu mà chui hầm, có hầm, hầm gì? Hay cần nếu mà bài yêu CB, CC. Ok, nói chung là min 18 anh em ơi. Trời ơi, nói chung là min không luôn, em quá buồn điều đó nha. Ok, một kèo đỏ đen S24 xong một kèo đỏ thẻ anh em, để mình xưa. Ok, mọi 7 cộng 5 cái nha anh em, xong rồi vào kèo đỏ đen tiếp nha. Thật sự anh 7 này kia, nói chung là lập cộng 7 xệt xong mình sẽ bán hoài là không lên được 5 anh em, quá buồn luôn, biết sao mà đen như thế. Ok, hai bữa đập nói chung nhịp bổng như tầm này thì mới phát ngay. Ok, hợp lý anh em. Ok, năm rồi để rồi nào dành dành mình đập 6 gì sẽ bán lên 6 lại và đập 7 cho anh em qua tiếp nha. Ok, đem anh. Ok, trả lại anh em, vẫn cứ thế đi, mua trong 24 nè. Ok, băng đầu tiên anh em, xong gia tôi mua thêm 2 con nữa, không đủ mua con 5 con anh em à. Ok, và đợt này tốc độ nha. Lỡ và đủ một con cầu thủ, 119 và đủ luôn, ok đem anh. Ok, hết cuối anh em, hy vọng hai hit này sẽ có lửa nha. Liệu vào kèo thẻ nó vô phơm anh em à. Đó đây không có chuyện nữa, đập thẻ nó cấn. Ok, đẹp quá, không có lửa luôn em ơi. Ok, để mình nha. Ok, cái cú anh em mà quyết định phải có lửa mới vào đập thẻ nha. Ok, 5 con tiếp theo. Ok, để mình. Ok, nếu mới từ tơn không có lửa thì chúng ta làm nhẹ 5 tơn lừa luôn nha anh em. Mặc dù mình có cái cảm giác khá là đen về pha này nha. Chỉ anh em 5 con chắc chắn sẽ chui, mình thấy giọng điều đó. Dứt 50-50 pha này nha anh em. Chui đi. Còn nhiều nữa nha anh em, tâm lý quá mà. Chuẩn bị cho anh em. Nha. Nha đi nào. Lực. Không lửa luôn, quá biệt quá anh em. Ok đẹp anh. Hay rồi, trở lại nha anh em. Ok, kèo đập thẻ anh em quên nha. Vâng, đây là kèo đầu tiên của ngày hôm nay. Kèo cộng 5 vẫn cứ thế nha anh em. Vâng, và đây là kèo của anh em Quang Thanh. Và rồi đừng anh em đưa kèo đó là kèo Winter Brainer 1 euro nha anh em, cộng 5. Ok, nãy giờ đỏ đen không có lửa nha. Cứng quá anh em, quá buồn luôn. Thật sự mình đỏ đen khá nhiều quá đó anh em. Không có lửa mình cắt cho bớt đó anh em à. Quá buồn luôn anh em ơi. Ok, nếu mà đập mấy kèo cộng 5 không lên được kèo nào, tiếp tục video đen sẽ xuôi tiếp nha. Và rồi thôi, thì mình nghĩ chắc 3 đầu tiên rồi. Trang 21 này, trang 12 và trang 21. Ok, hôm nay mình vẫn để phô theo lý trí mình nha. Hy vọng nó sẽ hợp lý anh em à. Ok, thế này. Kiểu năm đầu tiên chúng ta phải làm màu xương nha anh em. Ok, thẻ cho anh em tâm lý quay hồ luôn. Ok, và rồi, chiến cho anh em, thấy nhiều nó mất hay. 1 2 3 4, đây là Calvin the Brainer. Đỏ đen đen, đập thẻ liệu có đen không anh em à. Ok, đến Calvin the Brainer của chúng ta, quá đập đế rồi. Ok, mặc dù đỏ đen không có lửa nhưng mà đập thẻ đã kèm vào năm đầu tiên đều mong khá là dục form. Ok, quá chưa vui cho người em thanh nha. Ok, xem nhẹ chỉ số Calvin này cái nha anh em, mà chưa biết chỉ số Scoreboard bút cái gì nữa nè. Chừng 5 năm thể lực ổn phết anh em luôn là như thế mà. Full trì anh em khá là nét nè nè nha. Mấy số ẩn đây vẫn cứ thế là khá là nhiều số ẩn nha, 5 năm chỉ số ẩn quá hợp lý. Ok, đem anh kèo 2.
Ok, trở lại anh em. Vâng, đây là kèo của năm thứ hai chúng ta. Kèo của người anh em Đăng Huy anh em à. Còn người anh em đưa kèo đó là Budget Vera 5 anh em. Thần Juventus của người anh em quá đẹp đẽ. Full Eco anh em à. Ok, chắc cũng good phone, chắc cũng Eco rồi anh em. Cũng phone giải nghệ mà. Ok, chiến anh em. Và đó là Budget Vera. Ok, phôi chắc bắt đầu tiên nữa rồi. Mình để phôi theo lý trí nữa nha anh em. 122. Nên theo lý trí hay theo đồng điệu ta. 122 này. 122, ui đồng điệu nha anh em, này trong đồng điệu pha. Ok, và rồi có nhịp, chắc có nhịp đó anh em, có cái thẻ kinh nghiệm gắn vô mà. Ok, là màu tiếp nha, hôm nay là màu nha anh em. Hy vọng xe nữa. Chuyển một cái thế thôi, và rồi phôi là nãy em để sao ta. 122, 122, 123. Ok, chuyển anh em. 1 2 3 4 và đây là 3 chất brand ra. Khiến chúng ta là hai con đấy. Hợp lý nữa nè mà. Hôm nay kèo con năm lên tiếng hợp lý phết anh em ơi, quá đã. Ok, đây là Chivara. Kevin trả lời và Chivara cũng lại lên tiếng nha. Ok, với cho người anh em tiếp tục đồng anh. Kèo 3. Tiếp tục trả lời anh em, kèo con năm thứ 3 của chúng ta đó là chinh phục tứ ca anh em. Ok, Sergio Ramos. Vâng, đây là kèo của người anh em Hoài Anh nha anh em. Ok. Bây giờ kịp anh tứ mà lên pha này nữa thì nó hợp lý luôn anh em ơi. Ba kèo con năm lên tiếp xuống. Ok, và phôi đồ. Ôi nè, ác vậy. Ác vậy đi. Ok, là mình chết lại. Ok, có phôi anh em, phôi thế này nha. Phun bà tép thôi. Vô phơm, tát cho cái nhẹ này là màu tép. Hôm nay là màu khách là đúng đắn rồi nè mà. Tứ đôi, ok. Và rồi, mắc rồi, cửa ST Hà Lan biết. Ok, CDM của gì đó không biết luôn. Ok, chuyển nha anh em. Đây nhập cứ thế thôi. 1 2 3 4 và đây là anh tư của chúng ta. Tư ca. Có thể khiến chúng ta la nữa không? Không nha anh em. Wow, đến kèo cuối cùng thì lại tặng anh em ơi. Rất là duyên số rồi anh em à. Ok, sorry người anh em. Em hoài anh rất nhiều ha. Anh mà chết tiếp điều đó. Ok, để mình. Ok, trả lại anh em. Ok, bây giờ lên kèo cùng 6 nha. Hết kèo của 5 này nha anh em. Phần kèo cùng 6 đầu tiên của chúng ta. Kèo của người anh em Thanh Cao. Vâng, một người anh em đưa chúng ta hai kèo luôn nha. Vâng, đó là Musiala 6 và Bacifara 6 nha anh em. Vâng, và trước khi vào kèo cùng 6 nha người anh em thì chúng ta làm nhà nó đen tiếp. Ok, người anh em có nói là mua được 5 con S24 và cho chúng ta 9 nó đen luôn. Ok, sao đâu người anh em video đó sẽ xô luôn nha anh em. Hợp lấy cái tầng. Ok, nói chung demo đầu tiên chứ không, chúng ta không một chưa lửa và đập con 5 khá là lộng. Và liệu pha này chúng có lửa hay không đây. Ok, mà cứ trông chờ điều đó anh em ơi. Lòng nhẹ năm phát lượt luôn anh em ơi. Là màu lắm gì, lâu lắc thêm. Ok, chết. Lửa siêu phẩm thì vui cho người anh em luôn nào. Ok, dứt luôn. Nhịp bụng như tầm này. Biết lắm mà. Tự thế anh em ơi, quá đen nha. Không lửa là không lửa mà. Đành chịu thôi, biết sao giờ. Ok, vào kèo luôn nha anh em. Musiala trước nha. Và ra phôi để mình nhìn lại theo người anh em. Ok, Musiala, người em để phơi thế này nha anh em, phun mặt cơ thế thôi. Và rồi tiếp tục màu. Ok. Dứt. Và là phơi xanh đầu tiên. Và chương 23. Và chương 23. Ok, chuyển luôn nha anh em. 1 2 3 4 5. Và đây là Musiala. La đi nào. Hợp lý anh em à. Mặc dù đen không chưa hợp nhưng mà đập thẻ cái cho form nha anh em. Ok, cảm xác đầu tiên đã chinh phục được chân người anh em rồi. Tiếp tục là bài Supera thế nào. Còn cứ thế tục là màu đã bị chắc phôi lại. Ui, trở lại anh em thêm nghĩ chắc phôi thế này rồi, rồi. Nói chung là phôi này anh em. Các mình với mình đi mua full cho người anh em. Ok, đẹp ơn. Ok, phôi thế này nha anh em, mình khá là có tâm nha. Ok, để phôi khác với người anh em luôn, hay dòng pha này sẽ đúng đắn cho người anh em nào. Ok, cái đầu tiên phun vạch là lên nha anh em. Và rồi cái thứ hai này không phun thì dòng sẽ lên luôn. Ok, chiến nha anh em. Tốc độ 1 2 3 4 5 và đây 3 chích quét ra. 5 lên tiếng, 6 trở lại đi nào. Cụ ơi. Còn gì để nói nữa anh em ơi.
sự quyết định gọi là đi sắp xếp phôi cho người anh em quá hợp lý anh em mà. Người anh em để gọi là bốn vạch nhí thôi anh em anh xíu à. Ok, và mình giảm sút thêm 12 gọi là hơn vạch xíu à, khá là lụm luôn em ơi. Ok, quá là anh em. Và chiếc là hôm nay khá là dễ dàng, cộng 5 lên tiếp cộng 6 trả lời luôn. Và hai cộng 6 liên tiếp thêm người anh em quá hợp lý và vô firm. Để mà ok, trả lời anh em, tiếp tục kèo cũng 6 nha. Vâng, đây là kèo của anh em Mạnh Nguyễn anh em à. Vâng, đây là chinh phục Lionel Messi 6 World Cup 2 anh em ơi. Hôm nay 2.6 đầu tiên của chúng ta khá là dụ phương anh em, lên liên tiếp quá đã. Ok, liên tiếp của chung một hẹt nữa chứ anh em, sướng. Ok, và em nghĩ là phôi chơi 7 và 2.218 để mình lấy cái nhịp nha. Ok, chuyển luôn nha anh em. Tất cả phương thức mình đã làm xong hết rồi. Ấn thôi, 6 nhịp có té là ba lộn 2 3 4 5 và đây là Lionel Messi. Boom. Ok, nhịp sáng lạnh lùng nữa anh em à. Ok, khá là đáng tiếc nha anh em. Sorry người anh em Mạnh nha. Tiếp tục đây mình thôi. Ok, kèo cộng 8 nha anh em. Bên đây là kèo cộng 8 đầu tiên ngày hôm nay. Kèo của anh em Duy. Ok, hùng Netbet nha anh em. Netbet 8. Ok, World Cup là 12 đây. Ok, chiến nha anh em, nếu mà lên thì người anh em cho mày đập chính luôn. Chiến nha anh em, hy vọng sẽ lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 nè. Khó nha anh em. Ok, sorry người anh em Duy nha. Kết quả không như mong muốn nha mà. Tiếp tục là mình vừa kèo cộng 8 thứ 2. Ok, cộng 8 thứ 2 nha anh em. Bên đây là kèo của anh em Đăng Khôi. Cửa này không biết luôn nha anh em, chịu. Ok, xong kèo này xong chúng ta qua sân khách làm nhạc kèo MB mùa UCL6 nha anh em. Xíu qua lát quên đó anh em ơi. Ok, xong cái chúng ta về lại cái chúng ta làm nhạc cái đồ đen ấy thôi, 4.18 nha. Xong 1, 2 kèo 9. Vô phương, chiến anh em. 1 2 3 4 5 6 nè 7 hết hồn em ơi, tưởng lụm luôn á chứ. Ok, sorry người em đang khôi nha, kết quả vẫn không như muốn mà. Ok, để mình tiếp. Here we go, trả lời anh em. Ok, qua sân khách nha anh em, làm nhẹ kèo Kylian Mbappé MCL 24+6 đi mày. Ok, cho người anh em gọi là Hoàng gì, người anh em Hoàng Anh em ơi, hơi lú nha, trả lời anh em. Ok, và phiên bản này, phiên bản quá trên thị trường chuyển nhượng nha anh em. Ok, và phôi, để mình nhìn lại. Ok, phôi thế này nha anh em, làm màu luôn đi anh em ơi, nãy giờ làm màu dớt vô phô mà. Ok, hy vọng sẽ hợp lý pha này nữa nha. Và phô nãy em để xong quên luôn rồi. Ok, Vini nha anh em, và cụ này và 125 chiến nha anh em, hy vọng trả lại luôn. 1 2 3 4 5 mà đây là Kylian Mbappé, chờ đợi nhịp sáng mất thôi. Hay luôn. Cố lên nào. Quái hồn em. Hôm nay tập thẻ 5-6 vô phương phết em ơi. Quá đã luôn em ơi, sao có thằng nhà đều lẫm mà hôm nay sân khách đúng kẹo này thôi nha anh em. Ok, quá vô phương cho người anh em. Về lại xong rồi chúng ta về lại sân nhà làm nhà X24-28 này mà hy vọng sẽ có lửa luôn. Ok, xem nhẹ chỉ số qua xíu. Ok, 229, 279, 279 hay chỉ số chạy nha anh em. Chạy quá nét luôn. Ok, về lại sân nhà. Here we go. Ok, trở về sân nhà nha anh em. Ok, làm nhẹ cái đồ đen cho người anh em Việt Anh nha anh em. 28 bắt đầu 24. Ok, hy vọng sẽ có lửa lấy cái cảm xúc cho anh em coi nha. Ok, cho dù gọi là lửa si ha, lửa với da cầu thủ giá trị không cao lắm thì chúng ta vẫn vui nha anh em. Có lửa là vui rồi, còn da TV thì chúng ta cố gắng thích thêm TV và mua thêm con nữa được hay không thì chúng ta chơi tiếp cho anh em coi. Ok, và đây là cụ ACCN 29 và kèo này của người anh em Việt Anh. Tiếp tục sao đâu người anh em. Ok, người anh em đã chơi gọi là 3 hit rồi nha anh em. Và đây là hit thứ tư. Em hit thứ tư này sẽ có cái gì đó gọi là bùng nổ cho người anh em. Sẽ là 7 ô tốt 24 nào. Một nhịp cứ thế thôi, lửa không lửa anh em. 24 tuổi 2 à, 30 tuổi anh em mua được gì không, chắc không quá đấy. Chịu rồi anh em ơi, nãy giờ ba mấy tuổi đi chúng ta còn cơ hội nha, nhưng mà thôi nếu mà ra như thế thì chúng ta hết cơ hội rồi anh em à. Quái Rooney giờ dớt giá khiếp luôn anh em, hổng mua 55 tuổi với giờ dớt kìa 41 tuổi 4, chịu rồi. Ok, để lại cho anh em xử lý anh em, vào kèo thôi.
Happy go trở lại nha anh em, quên nha anh em. Nãy giờ mình mới nhớ trực ra rồi kèo của Ravaran cũng 7 nữa nè mà. Quái hò. Ok đây là kèo của anh em tài chút xíu nó quên kèo được không anh em à. Ok Ravaran một flash hình mô full một flash của anh em khá đẹp mắt nha. Ok chiến anh em Ravaran này mình đập lên đập xuống cũng quá nhiều lần anh em không thể nào điếm được rồi. Ok và 3409 chắc chắn là vậy anh em và không có nhịp luôn nha. Không nhịp thì chơi không nhịp thôi anh em. Táp nha cái nhẹ này vẫn cứ thế là dấu ác nha cổ. Ok, hy vọng phần này sẽ dứt khoát và thể tập cho nên kịp táo nha. Rồi, nhịp chạy bằng cơm nha em. 1, 2. Boom. Ok, nói chung là đáng tiếc nữa em à. Ok, sorry anh em tài nha, kết quả không như mong muốn em ơi. Ok, và kèo 8 nha em, để mình hãy trở lại nha anh em. Ok, ông 8 nha, hôm nay là kèo ông 8 mà bốn người anh em gọi là lực nha anh em. Ok, nói chung là thu bao của tội ngô sẽ là 22 cộng 7. Ok, là hôm qua mình chính tay mình đuổi lên nha anh em, còn anh em đã quyết định qua gọi là đưa mình còn đập 8 tiếp nha anh em. Ok, cảm ơn sự tin tưởng đó mọi người anh em, hy vọng sẽ có một kết quả thật là tốt cho người anh em nha. Ok, mình bập lên 7 xong giờ mình đập lên 8 anh em. Trời ơi, nếu có điều nó diễn ra nè, cảm xúc nó vô cùng bất tận nha anh em. Và rồi 1300 tuổi phô thế này nha. Vô đủ full luôn ta. Vãi rồi, người em tính hết rồi. Hôm nay đập thẻ cái đều phơm nha anh em. 5-6 nói chung là lên cũng khá là đều đều, khá hợp lý rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi cộng 8 trả lời nữa thôi thì nó quá đẹp. Em cũng như thế nha anh em. Cụ tuổi ơi, hãy lên tiếng đi nào. Nếu lên tiếng thì cảm xúc quá hòa lắm đấy anh em ơi. Mình không thể nào diễn tả được cảm xúc đó. Ừ, điều có thể diễn ra và lên 8 nha. Ok, cho người anh em chiêm nghiệm cộng 7 lần cuối cùng. Chuyển anh em ơi, liên thiên quá nhiều rồi, nó nhiều mất. 1 2 3. Căn phết. 4 5 6 7. Và đây là thu bao cùng tôi. Mình không dám nhìn luôn anh em ơi, bởi vì nhìn nó lại đi rồi. Tại đập lên 7 thân tự phá gì nó đau dữ vậy ta. Ok, hy vọng người em có thể bế lại lên cộng 7 để anh này tiếp tục hành trình chinh phục cộng 8 nha. Ok, xin lỗi người em điều đó khá đáng tiếc. Ok, kiểu cuối anh em mà. Không sao anh em ơi, chúng ta còn cơ hội trên một cộng 8 cuối cùng mà. Ok, đây là kèo của anh em Tấn. Và đó là Cristiano Ronaldo một tớt 22 cộng 8 nha anh em. Kèo này mình chinh phục khá là nhiều lần rồi, nhưng mà kết quả nó không như muốn anh em tụng đi. Bây giờ ngày hôm nay nó sẽ có một điều bất ngờ gì đó hiện lên anh em mà. Ok, anh 7 này là UR góc 115 anh em mà, đúng không? Ok, và tổ tế HM cũng 115, nhưng mà tổ tế HM mình đã chinh phục được 2-3 lần luôn. 2 lần anh em, một lần sân khách, một lần sân nhà. Quá đẹp đẽ nha anh em. Ok, lần này mình sẽ nhìn phôi theo người anh em. Ok, phôi anh em để thế này nha. Ok, lần này nghe theo lưới chiến người anh em mách bảo nha. 1160 tuổi nha anh em. Nếu mà 7 lần cộng 8 thì chắc anh em để chơi trước bán khó bài đó anh em. Nhiều người đập lên mà. Nhưng mà mình thì chưa nha. Bây giờ hôm nay sẽ lên táp cho cái nhẹ nữa nha anh em, làm ảo y tế nè. Căng quá anh em ơi, dùng quá. Ok, Fred 94, 92. Và rồi anh mình chiến nha, chiến mình cùng 7 lần cuối cùng đi anh em à. Trước nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, nói chung là trước khi đập thì chúng ta phải hô câu lệnh gì đó nha anh em. Ok, cổ động viên Real Madrid truyền tay nhau bài đồng dao xương rồng đâm lá đâm hoa nước đông đầy trên cầu nguyên đá là ngày Cristiano Ronaldo trở về nhà Santiago Bernabeu, và đó là hoàng đế của chúng ta. Hết hồn phải hồn. Sáng hết hồn anh em ơi, sáng phải hồn luôn. Nhưng mà đám hình lên là kết quả nó quá đen thui đi mà. Thật đáng tiếc, anh là sorry rất nhiều người anh em Tấn. Sẽ bị quá khó tính với mình em ơi, HM thật là dễ dàng. Nhưng mà tốt này nó sao quá anh em mà. Ok, ước gì người em có thể dập lên 7 lợi thì. Ok, nói chung là bye anh em nha. Và cũng cảm ơn đã xem hết clip. Và wow, nói chung là cũng sorry tất cả anh em quên ngày hôm nay mình bế đi nha. Thật là đáng buồn khi hai kèo cộng 8 cuối cùng chúng ta không lên tiếng được kèo nào.
Thật là anh em và có lỗi anh em đâu quá. Ok, nói chung sorry anh em nha, và sorry tất cả anh em. Ok, anh em có nhu cầu gì thông tin hữu ích như thế nha anh em, ở dưới phần comment hoặc trong mô tả, anh em hãy cố gắng nhắn tin thông qua thông tin hệ đó nha anh em, để đảm bảo uy tín và chất lượng và để anh em không bị gọi là scam nha. Ok, bye anh em, hẹn anh em một ngày đẹp trời nữa nha.